ngọn núi thấp nhất thế giới chỉ cao 0.6 m, nhưng khi đào xuống bên dưới mới choáng váng vì bí mật khủng khiếp của thiên nhiên. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một ngọn núi để dễ dàng leo trèo mà không tốn thời gian, công sức thì có thể tìm đến đinh xanh ngọn núi thấp nhất ở thế giới ở Sơn Đông, Trung Quốc, bởi chiều cao chỉ đạt tới 0,6 m, rộng 0,7 m và dài 1,24 m. Bạn hoàn toàn có thể chinh phục ngọn núi trong một bước chân, bởi đinh xanh là ngọn núi thấp nhất và bí ẩn nhất thế giới. So với nhiều nơi, ngọn núi này không phải là ngọn núi ấn tượng trên thế giới. Nhưng với người Sơn Đông, đây lại là ngọn núi duy nhất ở đây. Trong hồ sơ chính thức ghi nhận ngọn núi Đinh Xanh tồn tại cách đây từ hơn 100 năm. Và được Order Cờ Di bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Mọi hành vi xâm hại bất hợp pháp có thể ngồi tù. Vậy điều gì khiến nó trở nên đặc biệt như vậy? Long Diên Hương là một chất sáp màu xám, được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Trước đây, Long Diên Hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa. Nhưng ngày nay nó đã được thay thế phần lớn bằng vật liệu tổng hợp, và chỉ còn được sử dụng trong một số loại nước hoa đắt tiền. Trong quá khứ, đã có nhiều lần người ta đào sâu xuống bên dưới ngọn núi Đinh Xanh để tìm kiếm và mong muốn khám phá ra điều gì đó. Nhiều người còn cố gắng chứng minh nó không phải là một ngọn núi mà chỉ là một tảng đá thông thường. Nhưng điều kỳ lạ là sau mỗi lần khai phá, dù có đào sâu bao nhiêu cũng không bao giờ thấy chân núi của nó. Nhiều cuộc thăm dò để chứng minh nó không phải là một ngọn núi mà chỉ là tảng đá thông thường nhưng đều thất bại. Theo người dân địa phương, vào năm 1958, một người đã cố tình đào sâu xuống ngọn núi này. Nhưng kết quả là phá dưới ngọn núi đá này rất sâu và rộng. Cuối cùng họ phải công nhận đây là một ngọn núi ở địa phương, cần được gìn giữ vì những bí ẩn chưa thể khám phá. Hiện tại, nơi đây đã trở thành điểm thu hút khách du lịch, được coi là danh lam thắng cảnh, được bảo vệ nghiêm ngặt với 3 điều cấm. Không được đào sâu xuống chân núi, không được xây dựng quanh khu vực núi, không được có ý định đập, làm vỡ kết cấu ngọn núi.